Hello, chào tất cả anh em trong buổi quay trở lại video của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cút đi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em về bộ bài chắn nhé. Đây là bộ bài chắn đấy. Anh em biết đảo chắn không? Đảo chắn như người ta đảo nào, đảo như thế này. Bộ bài chắn như này có mấy trăm cây anh em ạ, nhiều lắm. Khá là ok. Bài chắn này nó gồm cái gì mình không biết đọc từng con một ấy. Nhiều con là ví dụ chống gậy, bằng ngồi hút thuốc, hút tẩu ấy. Ông chọc đầu cầm cuốc ấy, làm nhằng lắm anh nhỏ. Chơi cút. Chơi không? Đánh ở đâu? Đánh ở đâu đã? Đánh ở đâu? Đánh ở đây. Không đánh đâu, tôi không đánh mà. Mình chơi anh ơi, em cho anh nhớt được không? Em không chủ quân ha. Em ngửa ngửa anh. Anh em có chúng con ai không? Anh cho em đi em cho anh 50 này, 20 được không? Okay. Em có con hai anh. Chỉ có bộ bài này sợ lắm. Đăng ký với lại đều đánh nữa, tôi đánh nữa. Thần nhi à lũ từ phò mỏ chơi cá chơi mua gì cá cây à hai từ ngày em của hai đuôi hai đây anh thấy như nè em ơi em của hai bỏ. Ok anh em, đến đây video của mình kết thúc. Xin chào hẹn gặp lại anh em. Tôi bỏ à? Bỏ cái cài. Tôi ngay để mang viên mà. Bia.